tin của hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vào ngày hôm nay, cảnh sát Trung Quốc đã bắn chết 4 người tấn công một văn phòng huyện ủy tại khu vực Tân Cương, kích nổ một quả bom khiến một người chết và 3 người khác bị thương. Tuy nhiên, các chuyên gia nước ngoài nghi ngờ về sức mạnh thực sự của nhóm trên, cũng như các mối liên kết của họ với khủng bố toàn cầu. Một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang thổi phồng mối đe dọa của các cớ thắt chặt các biện pháp an ninh tại Tân Cương. Vào tháng 11 năm 2015, cảnh sát Trung Quốc từng thủ diệt hơn 28 thành viên của một nhóm khủng bố trong một cuộc truy đuổi kéo dài 56 ngày diễn ra sau vụ tấn công ở một mỏ than tại Asku khiến 16 người bị thiệt mạng. Giai phẩm xuân người Việt Đinh Dậu 2017, món quà của miền Nam yêu dấu.